Thọ Khang Bảo Giám phần 5. Đời Minh, Lục Trọng Tích sanh ra đã có tài lạ. Khi 17 tuổi, theo thầy là ông Khâu lên sống ở Kinh Đô. Nhà đối diện có một cô gái rất đẹp. Hai người lén ngấp nghé nhau, đều động tâm. Thầy xui, Thành Hoàng ở Kinh Đô thiên nhất, người hãy thử cầu khẩn, may ra được thỏa nguyện. Bèn đến cầu khấn. Đêm ấy, chàng Lục mộng thấy mình và thầy đều bị Thành Hoàng truy bắt, quở trách nặng nề. Thành Hoàng sai thuộc hạ tra xét tài lộc địa vị, kiểm sổ sách, thấy dưới tên họ Lục có ghi chú Đỗ Trạng Nguyên năm Giáp Tuất, còn dưới tên họ Khâu chẳng có gì hết. Thần bảo, ta sẽ tấu sớ lên Thượng Đế, gạt bỏ tên ngươi khỏi sổ, rút ruột họ Khâu. Vừa mới tỉnh mộng, thằng hầu trong quán trọ gõ cửa báo tin Khâu tiên sinh bị nghẽn ruột, xa đi chết mất rồi. Sau này, Trọng Tích nghèo hèn suốt đời. Đời Thanh, huyện lệnh huyện Túc Tùng là Châu Duy Cao, làm giám khảo trường thi khoa kỹ dậu ở Giang Nam, chấm đầu một quyển bài thi. Đến đêm nằm mộng thấy có người nói, người này ẩn giấu điều ác, chẳng thể cho đầu được. Dùng tay viết một chữ dâm cho ông Châu thấy, hỏi tường tận nguyên cớ, người ấy không đáp. Hôm sau, ông Châu quên bẵn giấc mộng trên đây, đem quyển văn ấy trình lên. Quan chủ khảo hết sức tán thưởng ý tứ mới lạ. Quan chủ khảo bỗng lấy bút xóa đi hai chữ hiểm trở trong bài văn. Ông Châu bẩm, trong quyển bài thi những chữ giống như vậy không ít, có lẽ chẳng nên xóa đi. Quan chủ khảo cũng hối tiếc, bảo ông Châu tẩy nét đã gạch xóa. Đến khi xóa vết gạch bỏ, dấu mực đã thấm xuống mấy tầng giấy, ông bỗng nhớ lại giấc mộng trước đó, bèn loại bỏ bài văn đó. Nhưng rốt cuộc ông Châu vẫn yêu mến bài văn ấy, đặc biệt giữ lại bài viết ấy, nhưng không biết tên họ người viết bài ấy. Viên giám khảo thuộc phòng ông Châu là Ngô Lý Thanh đã kể chuyện này. Trường Bảo làm tri phủ ở Thành Đô, thấy vợ của Lý Úy ở Hoa Dương xinh đẹp, muốn tư thông. Khéo sao Lý Úy do tham ô bị bại lộ, ông Bảo thừa cơ đàn hạch khiến cho ông Lý bị đày xuống Lãnh Nam. Ông ta chết trên đường đi. Ông Bảo mua chuộc mẹ Lý Úy để xin cưới, hết sức vui thú. Bỗng dưng vợ bị bệnh, thấy Lý Úy đứng bên cạnh, bèn chết. Ông Bảo cũng nhiễm bệnh, mộng thấy vợ nói, Lý Úy đã thưa lên Thượng Đế, sẽ bắt ông trong sớm tối, hãy nên ẩn nấp cho kín. Trương Bảo tỉnh giấc, ghi nhớ trong lòng. Một tối đang ngồi, thấy trước dinh có người mặc áo, có tay áo màu hồng vẫy gọi. Ông ta nghĩ là vợ của Lý Úy, bèn vội vàng chạy tới, thì ra Lý Úy. Lý Úy ôm chặt Trương Bảo, đấm đá. Trương Bảo miệng mũi đều xuất huyết mà chết. Đời Thanh, Tường Sanh họ Uông ở Phượng Dương. Trong nhà có một cái ao nhỏ trồng sen, còn chưa trổ hoa. Năm Kỷ Dậu 1669 thời Khang Hy, khi sắp đi thi, bỗng thấy trong ao nở một cặp hoa sen chung cuốn. Cha mẹ hết sức vui mừng. Ban đêm, chàng Uông dùng rượu quyến rũ nài ép đứa tớ gái. Vợ chẳng ngăn cản, bèn tư thông với nó. Sáng dậy nhìn hoa đã thấy gãy nát, cha mẹ hết sức tiếc hận. Uông xin mộng thấy yết kiến Văn Xương Đế Quân, thấy tên mình được ghi trên bảng trời, bỗng bị đế quân gạch bỏ, ứa nước mắt lạy lục vang nài, ba lượt bị gạt xuống. Trong tâm biết là chuyện chẳng lành, nhưng kỳ thi đã tới, bèn gấp rút lên đường. Khi ấy quan giám khảo Giảng Văn Tông chấm bài rất công bằng. Theo hạn ngạch từ trước, phủ Phượng Dương được chọn đậu 3 người, tham dự kỳ thi lần này chỉ có 3 người, riêng mình chàng Uông thi rớt, thi cả 3 lần đều trượt, ứa nước mắt trở về. Đời Minh, Tường Sanh họ Vương ở ấp Ngọc Sơn, lấy vợ ngay trong lúc còn làm đám tang cho mẹ, ước định hết kỳ cúng thất sẽ làm lễ động phòng. Chàng Vương ngủ bên linh cữu, còn vợ ngủ trong phòng. Ban đêm nghe tiếng gõ cửa, đứa tớ gái thưa chàng rể đã tới, vợ rước vào cùng ngủ với nhau. Nghe trống điểm canh năm, người ấy bèn rời đi và bảo, sợ người ngoài biết trách tội ta bất hiếu. Được mấy hôm, người ấy lại hỏi đến của hồi môn. Vợ đáp, ngoài quần áo sắp sẵn mang theo, còn có 80 lạng bạc cùng với 100 vàng, bông tai đều đặt trong chiếc rương nhỏ. Trống canh năm vừa điểm, người ấy bèn ôm đi, không giao trả lại. Đợi đến lúc hết thất, chàng Vương bày tiệc rượu làm lễ thành hôn, nói chuyện với nhau, vợ mới biết đã bị kẻ giặc lừa gạt.
Dậm chân đau đớn khóc róng, thề chẳng muốn sống nữa, trở về thưa chuyện cùng cha mẹ rồi treo cổ chết. Tới khi an táng, chàng vương đưa quan tài tới mộ, bỗng sấm chớp giao nhau giáng xuống, chụp lấy một người đưa tới quỳ trước quan tài, thì ra là anh họ của chàng vương, hai tay ôm vòng vàng và bạc trắng, vẫn quỳ tuy đã bị sét đánh chết, thi thể tả tơi, cả ấp kinh hãi. Đấy là chuyện xảy ra vào năm Chánh Đức thứ 9 1514. Trong niên hiệu Thuận Trị đời nhà Thanh, có người họ Tiền ở huyện Gia Hưng, khi chưa đi thi, ngồi dạy học tại nhà của một người nọ là dân trong làng. Người ấy có cô con gái 17 tuổi. Nhằm lễ thanh minh, cả nhà đều đi tảo mộ cúng bái, chỉ để cô ta ở lại trong nhà. Họ Tiền bèn lén lút tằng tiểu với cô ta. Về sau, bụng cô ta to dần, cha mẹ cật vấn, cô ta bèn thú thật. Cha mẹ cô thấy họ Tiền còn chưa cưới, muốn gạ tống gạ tháo cô gái ấy đi để bưng bít chuyện xấu ấy. Do vậy, tìm đến họ Tiền để bàn bạc cặn kẽ. Họ Tiền cố ý ra vẻ giận dữ và bảo, con gái mấy người không ra gì, muốn làm nhục kẻ khác hả? Cha mẹ cô ta nghe xong căm phẫn, quay lại chửi bới cô. Cô gái ấy bèn treo cổ tự tử. Về sau, họ Tiền thường mộng thấy cô ta ôm con đứng trước mặt. Sau khi thi đậu, làm quan coi án ở Giang Ninh, khi đó do vùng Trắng Giang biến loạn, quan trên giao những kẻ theo giặc làm loạn cho họ Tiền thẩm tra. Về sau triều đình, do xét thấy họ Tiền ăn hối lộ, tha bổng cho những kẻ phản loạn đó, phán họ Tiền chịu án treo cổ. Ngay trong ngày triều đình xuống lệnh thi hành án, họ Tiền lại mộng thấy cô gái ấy dùng mảnh khăn hồng buộc cổ anh ta. Ngày hôm sau, họ Tiền liền bị tử hình. Thư sinh nọ ở Sơn Đông, đêm trước ngày vào trường thi, đứa đầy tớ bỗng chết, bèn tạm để xác nó trong một căn phòng. Đến khi anh ta ra khỏi trường thi, đứa đầy tớ đã tỉnh lại và kể: hôm qua tôi theo chủ nhân vào trường thi, nghe nói gia chủ đã được ghi tên đỗ hạng mấy, lại thấy trước liều thi của những người thi đỗ đều có cờ hồng, gia chủ cũng có. Thư sinh hết sức mừng rỡ. Đứa đầy tớ xin gia chủ sau khi thi đỗ sẽ cưới vợ cho nó. Thư sinh nói: tao sẽ cưới cho mày đứa con gái ở nhà đối diện, có được hay không? Đứa đầy tớ khiêm nhượng thưa: không dám. Thư sinh nói: sau khi tao đã đậu, còn sợ gì họ chẳng dâng lên chứ? Trong vòng thi thứ nhất, đứa đầy tớ lại chết. Khi sống lại, sắc mặt lộ vẻ giận, nói: chủ nhân không đậu nổi đâu. Thư sinh kinh hãi hỏi nguyên cớ. Đầy tớ thưa: tôi thấy quan phủ điểm danh tới tên chủ nhân, bỗng nói gã ấy chưa đậu mà đã ngấp nghé tạo ác, sai người sửa lại thay tên họ Triệu vào. Trước tên của chủ nhân đã không thấy có cờ hồng nữa. Thư sinh nửa tin nửa ngờ. Khi yết bản, quả nhiên họ Triệu đổ hạng thứ mấy, đúng như lời đứa đầy tớ đã nói. Về sau hỏi ra mới biết, khi các vị giám khảo thâu nhận quyển văn trình lên chủ khảo, 7 bài văn sách của chàng thư sinh ấy đều trọn vẹn. Nào ngờ khi chấm bài, các quyển văn của chàng ta trong vòng thi thứ 3 đều bị tàn lửa đèn đốt mất nửa trang, không thể trình lên chánh chủ khảo được. Do vậy bèn lấy những quyển lạc đề của chàng bù vào. Chàng thư sinh ấy buồn rầu, hối hận chẳng thôi. Chuyện này do chính tiên sinh Tống Lệ Thường ở Lai Dương kể lại, do ông ta cùng làng với chàng thư sinh ấy nên không nói rõ họ tên. Đời Minh có tiệm nhuộm ở huyện Nghi Hưng, chủ nhân là một góa phụ xinh đẹp tột bậc. Gã lái buôn gỗ trông thấy bèn yêu mến, dụ dỗ đủ kiểu, rốt cuộc vẫn không thể chinh phục được. Vì thế lập mưu ban đêm quăng mấy cây gỗ vào nhà bà ta. Hôm sau thưa bà ta can tội trộm cắp, lại hối lộ quan lại trên dưới, khiến cho bà ta hết sức khốn quẫn, nhục nhã, mong bà ta sẽ phải theo mình. Trong nhà bà ta thành kính thờ Triệu Huyền Đàn, bèn khóc lóc bẩm cáo. Đến đêm mộng thấy thần dậy, đã sai hắc hổ rồi. Không đầy mấy ngày sau, gã thương gia vào núi mua gỗ, từ trong rừng cây một con cọp đen xông ra, cắn đứt đầu đem đi. Đời Thanh, Tường Sanh họ Chi ở Gia Thiền, đi thi hương vào mùa thu năm Kỷ Dậu 1669, triều Khang Hy trở về, nói với người bạn họ Cố: tôi thần hồn hoảng hốt, dường như bị quỷ quấy nhiễu, muốn cậy vị tăng nọ để sám hối oan nghiệt xưa kia. Ông Cố nói rất nên, mời vị tăng cùng đến thăm ông Chi.
Ông Chi chợt phát cuồng nói: ta ngậm oan ba đời, nay mới hại được ngươi. Vị tăng hỏi: có thù hận gì? Hồn đáp: đời trước ta là thuộc tướng của nó là chủ tướng. Nó thuộc họ Diêu, là họ có công lao hiển hách trong triều. Nó thấy vợ ta trẻ tuổi, xinh đẹp, sai ta đem quân xuất chinh, bị vây hãm trong tử địa, để mưu chiếm đoạt vợ ta. Vợ ta không chịu nên tự vẫn, một nhà cốt nhục chia lìa. Sau đó nó chết vì chuyện trung nghĩa, ta chưa thể báo thù được. Đời sau đó nó là bậc cao tăng, lại chẳng báo thù được. Đời thứ ba nó làm tể tướng, tận hết trách nhiệm, thần phước lộc bảo vệ nó, ta vẫn không trả thù được. Đời này lẽ ra nó đỗ đạt, đời này ta đã đợi suốt 30 năm. Do gần đây nó phạm dâm nghiệp, bị xóa tên trong sổ văn xương, nên ta mới ra tay được. Khi nói căm hận, giận dữ không thôi. Ông cố bảo: oán hãy nên cởi, chớ nên buộc. Oan hồn đáp: nỗi hận của ta khó thể giải trừ được, chẳng thể dung tha nó. Rốt cuộc ông Chi điên cuồng mà chết. Thư sinh nọ ở Quý Châu đi thi nhiều lần chẳng đầu, cầu khẩn Trương Chân Nhân dâng sớ xin xem thiên bản. Thần phê rằng: mạng người này đáng lẽ đổ đạt, do lén lút với người thiếm nên bị gạt bỏ. Trương Chân Nhân xuất định nói với thư sinh ấy. Thư sinh bảo không có chuyện đó, bèn dâng điệp biện bạch. Thần lại phê rằng: tuy chẳng có chuyện ấy, nhưng thật sự có cái tâm ấy. Thư sinh hối hận chẳng kịp. Ấy là vì thổ trẻ thấy bà thím xinh đẹp, ngẫu nhiên dấy động một niệm mà ra. Nghiêm Vũ, thợ trẻ có hàng xóm là một vị tướng lãnh trong quân đội. Họ Nghiêm lén thấy con gái ông ta xinh đẹp, bèn dùng trăm kế dụ dỗ theo mình bỏ trốn. Vị tướng quân vào cung tâu lên vua, vua hạ chiếu truy bắt họ. Nghiêm Vũ sợ tội, thắt cổ cho nàng ta chết để hủy diệt tung tích. Đến khi mắc bệnh ở đất Thục Tứ Xuyên, thấy cô ta đến đòi mạng bảo: thiếp tuy mắc nết chẳng hề phụ chàng, thế mà bị chàng giết chết, đúng là kẻ tàn nhẫn. Thiếp đã tố cáo lên Thượng Đế, kỳ hạn là ngày mai. Quả nhiên rạng đông hôm sau, họ Nghiêm chết ngắt. Ở đất Giang Ninh có một sa dịch họ Lưu, có một phạm nhân mắc tội ngồi tù, cần phải dùng hơn 10 lạng bạc để chuộc tội thì mới được thả về. Phạm nhân cậy họ Lưu đến nhà mình bảo vợ bán con gái để chuộc tội. Họ Lưu liền đến bàn bạc với vợ người ấy. Do bà vợ khá xinh đẹp, họ Lưu muốn gian dâm. Bà vợ vì thấy tánh mạng của chồng cần phải nhờ cậy gã này che chở, nên miễn cưỡng thuận theo. Sau đó bán con gái được 20 lạng bạc, giao hết cho họ Lưu làm chi phí chuộc tội. Họ Lưu cầm tiền tự xài, chẳng giao nạp. Người vợ cứ nghĩ bạc đã nộp cho quan, chắc không lâu chồng sẽ trở về. Đợi mấy hôm chẳng có tin tức gì, bèn cậy một người trong họ dò hỏi. Nhân đó người ấy kể rõ nguyên do với phạm nhân. Phạm nhân biết chuyện, gào khóc rồi chết. 10 ngày sau, sa dịch họ Lưu hết rét lại sốt, tự nói: người đó đã kiện ta lên thần Đông Nhạc, tức khắc phải bị thẩm tra. Sau đấy nằm gục xuống chiếu, rên xiết ai oán, tự nói: đáng chết. Rồi lại nói: do ta quen nói dối, phải dùng móc sắt kéo lưỡi. Trong khoảnh khắc lưỡi thè ra mấy tấc, tự cắn cho tan nát, huyết nhục đầm đìa mà chết. Họ Dương ở Túc Tùng là người có tiếng tăm trong trường, thờ phụng quan đế hết sức thành kính. Ban đêm mộng thấy quan đế ban cho cái ấn vuông, bèn nghĩ ắt sẽ thi đỗ. Sau đó ở dưới lầu gian dâm con gái nhà lành, vào trường thi xong trở về nhà, lại mộng thấy quan đế đòi lại ấn. Họ Dương nói: ấn đã cho tôi rồi, sao lại đòi lấy? Quan đế nói: không chỉ là đòi ấn, mà còn đòi mạng mày nữa. Chuyện dưới lầu đó vào tháng đó, mày an lòng chưa? Chưa đầy một tháng, cha con bọn họ đều chết ráo. Trong niên hiệu Chánh Đức đời Minh, Phù Tú Tài ở Tứ Minh sau khi đã chết báo mộng cho con: khi còn sống ta đã phạm luật cấm về gian dâm, ngày mai sẽ đầu thai làm con chó trong nhà Tạ Ngũ Lang ở phía Nam Thành, hãy mau gấp làm chuyện lành sám hối cho ta. Nói xong một con quỷ buộc cổ lôi đi. Một quỷ tốt khác lấy tấm da trắng phủ lên đầu ông ta. Ông ta khóc lóc bi thương, tập tỉnh ra đi. Đứa con kinh hãi tỉnh mộng. Ngày hôm sau, nhà họ Tạ quả nhiên có một con chó được sinh ra, toàn thân trắng muốt. Đứa con xin đổi lấy đem về nhà, vì cha rộng làm các việc lành.
năm 6 năm sau, chó bỏ ăn mà chết. Hơn tháng sau, đứa A Hoàng bé trong nhà bỗng ngồi giữa nhà nói to, giống như dáng vẻ của Phù Tú Tài, gọi người nhà đến bảo: "Ta thật sự chưa từng phạm dâm, do lúc 18 tuổi đi qua phòng chị dâu. Chị dâu vừa mới rửa sạch trang điểm, làm rớt cái nhẫn xuống đất, sai ta nhặt lên, do vậy ta hứng tình. Về sau chị dâu lại thường cùng ta cười nói, suýt nữa phá sạch lễ nghĩa. Rốt cuộc chị dâu bị bệnh chết, ta cảm thấy tinh thần rối loạn, năm sau cũng chết. Sau khi chết có quỷ trói dẫn đến dưới sân một tòa quan phủ, hai tay chống xuống đất đã thành hình dạng chó. Nay nhờ ngươi làm việc thiện có công, đã sám trừ sạch nỗi oan nghiệt trước kia, sẽ sanh làm con thứ năm trong nhà thầy Lan họ Triệu ở Sơn Đông. Ta nay trở về nhà từ biệt." Nói xong, đứa tiểu A Hoàng ngã lăn ra đất và tỉnh lại. Họ Lữ ở Vân Giang là con nhà thế gia, mặc sức dâm dục, tới gái gia nhân đều bị ông ta thường ô nhục đến nỗi ngã bệnh. Về sau con cái trai gái đều chết sạch, vì chuyện trong giới quan trường mà bị tan nhà nát cửa, nhiều lần bị hạ ngục tra tấn. Tuổi trung niên chịu đủ mọi nỗi khốn khổ tột bậc, lạnh không có áo, đói chẳng có ăn, nhà không có được cái nóc rách, bệnh tật không có người chăm sóc. Đến lúc chết, quan tài lẫn vải liệm đều không có, dòi bọ khắp thân, người trông thấy không ai chẳng kinh sợ. Đời Thanh trong khoa thi năm Quý Dậu 1693, triều Khang Hy, một lẫm xanh ở Tùng Giang vào trường thi thứ nhất, vừa nhận quyển thi, bỗng thấy một con quỷ theo vào trường thi, khóc lóc ầm ĩ suốt đêm, cả trường thi đều bất an. Đến chiều hôm sau, lẫm xanh ấy vừa viết xong bản nháp bài văn sách cho vòng thi thứ ba, quỷ xông vào nắm cổ anh ta, vì thế kêu gào những thí sinh ở các liều gần đó cứu mạng. Anh ta khóc lóc nói: "Năm nọ tôi đến đất sở Hồ Nam do ưa thích một người con gái, vợ hứa hẹn sẽ lấy cô ta làm vợ. Cô ta vui thích bèn tư thông, lại còn tặng tiền bạc cho tôi. Dẫn về nhà vợ tôi chẳng dung, cô ta bị chết. Nay cô ta đã tới, tôi không thể sống nổi nữa." Các thí sinh ở liều bên cạnh mềm mỏng an ủi. Một lúc sau, nghe lẫm xanh ở trong liều vang lơn xin tha mạng. Lâu sau tiếng kêu êm bặt, họ bèn gọi người trong nâm liều thi đốt đuốc, thấy lẫm xanh ấy dùng sợi tơ đỏ buộc ở đuôi bút để treo bút, tự buộc vào cổ mình, đã nghẹt thở mà chết. Nhận định, sách Nam Lăng Đơn Quế Tịch ghi, do tư thông với một người nữ, ắt sẽ đến nỗi vào trường thi mà chết. Lại còn ắt khiến gã ấy tự nói nguyên cớ gây ra cái chết, lại còn ắt khiến cho sĩ tử cả trường đều biết nguyên do bị chết. Trời cao hiển thị sự báo ứng do dâm, răng nhất tộc bậc sâu xa, sát sao vậy? Vào đời Minh, tại Kinh Khê có hai người chơi với nhau khá thân. Một người giàu có, người kia nghèo túng. Do vợ người nghèo xinh đẹp, gã giàu liền lập mưu bảo bạn: "Có một nhà giàu nọ, anh có thể đến đó làm thuê." Anh nghèo nghe lời, cùng bạn chuẩn bị thuyền để chở theo vợ cùng đi. Đến Chỉ Sơn, gã giàu bảo: "Để vợ anh ở lại trong thuyền, tôi với anh đi trước hỏi thăm." Dẫn bạn vào rừng, rút rìu dắt sẵn sau lưng chém chết. Hắn giả vờ khóc lóc xuống núi bảo vợ bạn: "Chồng chị bị cọp vồ chết rồi." Người vợ khóc ầm lên, theo hắn lên núi tìm xác chồng. Hắn dẫn vào chỗ núi sâu, ôm chặt lấy cô ta, đòi thỏa dâm. Người vợ không chịu, chợt có con cọp xông ra, cắn gã nhà giàu lôi đi. Người vợ kinh hãi bỏ chạy, cho là chồng đã gửi thay trong miệng cọp rồi, buồn hận không khuây. Bỗng thấy một người từ xa khóc lóc đi tới, hóa ra người vừa tới ấy chính là chồng mình. Đôi bên kể lể sự tình, chuyển buồn thành vui và quay về. Ở Dư Hàng có người họ Trương sang Kim Lăng buôn bán. Ở trong quán trọ, có người đàn bà nói mình sống gần đó, tằng tiệu với họ Trương. Lâu sau họ Trương nhận thấy láng giềng sống quanh đó không có người đàn bà ấy, do nghi ngờ bèn cặc vấn. Người đàn bà đáp: "Thật ra tôi có chuyện cần nhờ vả, tôi chẳng phải là người. Có một người tên là Dương Xu, chẳng phải là người cùng làng với ông hay sao?" "Đúng vậy." Người đàn bà dậm chân nghiến răng nói: "Thằng đó bội bạc lắm, thiếp chính là kỹ nữ, thọ trẻ gian díu với thằng Dương, nó sức chiều chuộng thiếp, không gì chẳng chăm sóc hết mực,
ước hẹn thề nguyền sẽ đón thiếp về nhà, sống chết cùng nhau, thiếp trút hết của cải dành dụm đưa cho nó, bền lòng giữ mình theo lời hẹn, đã lâu mà chẳng có tâm hơi gì, nghe nói nó đã lấy người khác rồi, vì thế nuốt hận mà chết. Quán trọ này chính là chỗ ở cũ của thiếp, muốn đi theo thuyền của ông để xem vợ mới của thằng Dương như thế nào. Ông Trương đồng ý, đã đến nơi, bà ta từ biệt ông Trương, tìm tới nhà họ Dương. Do mừng sinh nhật, họ Dương tấu nhạc, mở tiệc đãi đàn khách khứa, bỗng chết đột ngột. Bà vợ do hắn cưới cũng mắc bệnh nguy kịch gần chết. Ông Trương nghe chuyện hết sức kinh hãi. Trương An Quốc có tài văn chương, nhưng hạnh kiểm tệ hại, gian dâm một cô gái hàng xóm khiến cho cô ấy chết ngang trái. Về sau hắn đi thi, quan chủ khảo thích thú văn tài, toan chọn hắn đổ đầu. Chợt nghe trên không trung có tiếng quát, há có kẻ dâm đảng hại người lại được đổ đầu bản à. Quan chánh chủ khảo bỗng té nhào xuống đất, đến khi tỉnh lại đứng lên thì thấy quyển bài thi ấy đã bị xé rách tan nát. Sau khi yết bản, quan chánh chủ khảo bèn gọi An Quốc kể chuyện này. An Quốc hổ thẹn mà chết. Chàng họ La ở Kiến Xương do nhà nghèo chẳng thể cưới vợ, mẹ anh ta bèn cãi giá với ông Giang để có tiền cưới Chương Thị. Chàng La thấy mẹ hy sinh như vậy, chẳng nỡ lòng ngủ chung với vợ. Chương Thị dò biết bèn tháo trăm cài, bông tai, quần áo đưa cho chồng chuộc mẹ về. Chồng vui mừng chạy đến nói với mẹ, do trời đã tối bèn ngủ lại. Nào ngờ con trai vợ trước của ông Giang là Giang thật, đã lén nghe được. Trong đêm giả vờ là chàng La gõ cửa xông vào nhà, vờ vét mọi vật lại còn đòi ân ái. Chương Thị không biết kẻ đó là giả, Giang thật bèn ôm hết của cải bỏ đi. Cho đến bình minh chồng quay về, Chương Thị mới biết là đã mắc lừa, xấu hổ ân hận bèn treo cổ chết. Chồng sắm sửa quan tài đồ liệm, đưa linh cữu vợ ra ngoại thành, chợt sấm sét cùng nhau giáng xuống, sét đánh chết một người, tay còn ôm trăm bông tai quần áo, quỳ trước quan tài, lưng viết bốn chữ Gian Tặc Gian Thật. Quan tài gỗ vỡ vụn, Chương Thị đứng bên đường, thấy chồng bèn hỏi chuyện này là sao. Thuật rõ mọi chuyện xong, vợ chồng dìu nhau trở về. Cha ghẻ là Giang Triều cũng cảm động khóc lóc, do vậy mời vợ chồng chàng La về ở chung. Đời Minh ở Tấn Giang có Hứa Triệu Hinh đỗ cử nhân năm Mậu Ngọ, trên đường đến bái yết vị chủ khảo của mình, ngẫu nhiên đi qua một ni am, do mê thích một ni cô trẻ tuổi, bèn cậy thế cưỡng bức làm nhục cô ta. Ngày hôm sau bỗng tự cắn lưỡi đứt làm hai đoạn mà chết. Gã yết là người ở Diên Sơn, mê thích sắc đẹp của vợ người hàng xóm, dụ dỗ nhưng cô ta không thuận theo. Nhằm lúc chồng cô ta ngã bệnh, trời đổ mưa to, sấm sét ầm ĩ, bèn khoác áo hoa có hai cánh diều, nhảy vào nhà hàng xóm, vung chùy sắt giết chết người chồng, rồi lại nhảy tường trở ra. Mọi người đều tưởng là sét đánh chết người chồng. Sau đấy gã đó cậy mai mối xin cưới người vợ quá. Người vợ do nghèo túng bèn cãi giá, vợ chồng ân ái hết mực. Một hôm vợ sắp xếp rương, thắc mắc quần áo may kiểu gì mà lạ thế. Chồng nhân đó cười cợt, nói rõ chuyện. Vợ giả vờ cười nói, đợi lúc chồng đi vắng, bèn ôm áo cánh diều lên báo quan. Quan phán tội treo cổ. Ngày xử giảo, sấm sét ầm ĩ, gã đó đầu một nơi, thân một nẻo, tứ chi đứt lìa. Tường Xanh Quách Hanh ở Giang Ninh, năm Kỷ Mão vào trường thi, khi chưa yết bản, người bạn là Dương Sinh nói, gần đây tôi làm phán quan cho âm phủ, biết ông đáng lẽ đậu hạng 57, trong nhà ông có một đứa tớ gái, bị ông cưỡng ép làm tiểu thiếp, nó uất ức nên đã chết. Nó đã nhiều lần tố cáo ông dưới cõi âm, vì lẽ này tên ông đã bị gạt bỏ. Chàng Quách thoạt nghe không tin, đến chừng nhận lại quyển thi mới thấy giám khảo đã xếp bài văn của mình vào loại trình lên chủ khảo, mối hối hận vô cùng. Quách Hanh cả đời trung hậu, chỉ vì vô ý chuyện này cả đời thất vọng. Nhận định, xét theo công quá cách, ép tớ gái làm thiếp phạm 30 lỗi, đó là đặc biệt nói theo lý, chứ nếu xét theo tình, châm trước theo thế sẽ là tội lỗi vô cùng. Bởi lẽ nam nữ kết hôn, dẫu nghèo hèn đều mong xứng nguyện, cưỡng ép trở thành thiếp, tức là đã trái với ý nguyện của họ, mà cũng là chuyện khó chịu đựng nhất.
Thường có những trường hợp vợ trẻ đẹp phải hầu hạ chồng già khú đế, hoặc người dịu dàng mềm mỏng gặp vợ cả hung tợn ghen tuông sẽ ngậm hờn nuốt oán uất ức mong chết đi cho rảnh. Kẻ gặp những nỗi khổ ấy thật là đáng thương, suy xét nguồn cơn đều là do một kẻ không thể chế ngự lòng dục mà ra. Trong đám thê thiếp nói xấu chửi bới tranh chấp với nhau, chuyện trong chốn buồn the xấu xa nhơ bẩn không thể che giấu, tai hoạn chẳng phải là một mối. Con người nếu chẳng phải là chuyện muôn phần bất đắc dĩ, hãy thận trọng đừng tạo nỗi oan nghiệt vô cùng ấy. Vương Cần Chánh ở Trừ Dương thông gian với người đàn bà hàng xóm, đã ước hẹn cùng nhau bỏ trốn. Do vậy bà ta bèn giết chồng. Cần Chánh nghe chuyện sợ quá, liền một mình trốn tới huyện Giang Sơn cách đó 70 dặm, ngỡ là đã có thể thoát họa. Đói bụng vào quán cơm, chủ quán dọn cơm cho hai người ăn. Cần Chánh hỏi nguyên do, chủ quán bảo chẳng lẽ người đầu bù tóc rối đi theo ông không phải là người ư? Cần Chánh nghe xong kinh hãi, biết là oán quỷ đi theo mình, liền đến cửa quan tự thú, nam nữ đều phải đền tội. Ở Dự Chương có một cặp song sinh, tướng mạo và tiếng nói giống hệt như nhau. Từ lúc còn ẩm ngửa cho tới lúc 30 tuổi, những chuyện gặp gỡ được mắt đều y hệt như nhau. Lúc 31 tuổi, do đi thi, anh em lên tỉnh. Một phụ nữ ở gần đó quá chồng, xinh đẹp, quyến rũ người anh. Người anh nghiêm mặt cự tuyệt, lại còn đem chuyện ấy răng nhắc người em. Đứa em giả vờ văn già, nhưng lén lút gian díu với người đàn bà ấy. Thoạt đầu bà ta chẳng biết đó là người em, đôi bên tình cảm sâu đậm. Do vậy ước hẹn với bà ta, nếu ta thi đậu, ắt sẽ cưới nàng. Đến khi yết bảng, anh đậu em rớt, người em lại gạt bà ta, đợi ta đổ âm nghè xong sẽ cưới nàng. Lại còn than thở thiếu hụt tiền chi dụng, bà ta dốc hết tiền bạc dành dụm trao cho. Mùa xuân, người anh đổ kỳ thi đình, bà ta sớm chiều mong ngóng, chẳng thấy tin tức gì, uất ức thành bệnh, ngầm gửi thư cho người anh. Không lâu sau bà ta chết. Người anh nhận được thư kinh hãi, vặn hỏi đứa em. Người em cúi đầu thừa nhận đã lừa tình. Năm sau con trai của người em bị chết. Con trai của người anh không sao. Người em khóc lóc không ngừng, hai mắt bỗng mù hẳn, không lâu sau cũng chết. Người anh quyền cao tước trọng, đông con lắm cháu, có thể nói là hưởng phước trọn vẹn. Nhận định con người thường là khi họa hoạn xảy tới, chẳng thể đổ thừa hết cho số mạng được. Hãy nên kinh sợ, tự xét hành vi trong thường nhật, xem đã trót tạo nỗi oan nghiệt nào mà dẫn đến nông nổi hiện thời. Tự trách sâu xa, sửa lỗi đổi mới, hồng có thể vãn hồi sự trút giận của thần minh. Nếu không cũng sẽ giống như người em ở Dự Chương đó thôi. Thư sinh Ít ở Duy Dương vừa viết xong một quyển dâm thư, mộng thấy thần quở trách, tỉnh giấc bèn tự hối, liền thôi không viết nữa. Về sau do con thơ nhà nghèo vẫn lấy ra đem in, chẳng lâu sau mắt mù, tay xanh ghẻ độc, năm ngón tay đều co quắp mà chết. Thi Nại Am viết bộ Thủy Hử, trong ấy miêu tả những chuyện gian dâm, cướp bóc sống động như vẽ, con cháu ba đời bị câm. Năm Bính Ngọ 1666, đời Khang Hy nhà Thanh, tại một huyện thuộc Duyện Châu, có Trịnh Sinh là người đẹp trai, phong nhã và giỏi văn chương. Mê thích con gái của người cậu, vừa đẹp vừa hiền thục xin cưới. Người cậu chẳng chấp thuận vì đã nhận xính lễ của nhà họ Tiêu ở ấp bên cạnh. Do chú rể bị bệnh nên cả năm chưa xuất giá. Trịnh Sinh mua chuộc tớ gái của cô ấy, lấy được đôi hài dùng khi đi ngủ và túi thơm của cô ta. Trịnh Sinh thường dắt theo khoe với họ nội của chàng Tiêu, bảo cô gái ấy và mình có tư tình. Ấy là vì muốn lập kế cho chàng Tiêu biết đến ắt sẽ ly hôn. Khi đã bị ly hôn, cô em họ bị mang tiếng, chẳng có ai muốn lấy. Sau đấy Trịnh Sinh sẽ có thể xin cưới được. Chàng Tiêu biết chuyện, nửa tin nửa ngờ, sai người đến hạch hỏi mẹ cô ta. Cô gái nghe những lời bán bổ, phẫn hận, không thể kiềm chế nổi, vùng dao sắc tự tử. Cha cô ta kiện lên quan, vị chủ ấp là ông Ít, tính tình công chánh cương nghị, bắt Trịnh Sinh lên tra hỏi, vạch trần sự thật, Trịnh Sinh bị phán xử tử. Nhận định, đời đường cô con gái người gì cũng nguyên chẳng là Thôi Oanh Oanh,
vốn là tuyệt thế gia nhân, chẳng cố công xin cưới, nhưng bà Thôi vốn muốn gả Oanh Oanh cho cháu là Trịnh Hằng, chẳng được tội ý, nguyên chẳng hết sức phẫn hận, do vậy viết bộ Hội Chân Ký để bêu xấu, đổi tên Thôi Oanh Oanh viết những bài thơ sướng họa, lưu truyền trong cõi đời, khiến cho Ngọc Trắng không tì vết bị lấm lem muôn đời. So với Trịnh Sinh, tội ấy càng nặng hơn nữa. Về sau nguyên chẳng mắc quả báo lửa xét đốt thay, há cũng chẳng thích đáng ư? Một thư sinh ở Giang Nam, văn chương hay khéo, nhưng tính chuyên thích bàn chuyện buồn the của kẻ khác. Năm Kỷ Dậu đi thi hội, đến khi vào tam trường, lúc được ban đuốc, bỗng dưng thấy trên quyển văn của mình có bốn chữ Háo Đàm Khuê Khổm, nghĩa là ham bàn chuyện buồn the. Chàng vội vàng lấy tay xóa đi. Khi kiểm lại sửa lỗi, thấy phía sau quyển thi đã bị chà nát. Khi khảo quan dùng bút son chấm bài, thấy bảy bài văn do anh ta đã viết hết sức hay khéo, tính lấy anh ta đổ đầu, nhưng vì không có bài nộp cho vòng thi thứ ba, chẳng thể chấm đầu. Từ đấy chàng thư sinh suốt đời lận đận, chẳng đỗ đạt gì. Cuối đời Minh ở vùng Ngô Hạ, Tô Châu, có Tần Sinh học giỏi lắm tài, giỏi nhất là sáng tác thi từ nhạc phủ. Anh ta là một kẻ hết sức khinh bạc, chỉ thích châm biếm nhạo báng cõi đời. Hễ thấy kẻ nào dung mạo hình dáng xấu xí, bèn chẳng chịu nổi, ngay lập tức làm một bài thơ chế giễu ngay trước mặt người đó. Hễ nghe kẻ khác làm chuyện gì đáng cười lọt vào tai anh ta là đã có ngay một khúc ca nhạo báng. Một người bạn thân của anh ta đút lót để được vào trường huyện, anh ta bèn làm bài thơ Du Tường Thi, nghĩa là thơ nhập học trường huyện, gồm 100 vần để chúc mừng. Nhà hàng xóm có chuyện mèo chuột, anh ta liền tặng cho 10 bài thơ Chim Hoàng Anh, Xiên Sọ Bóng Gió tột bậc hay khéo, miệng đời rao truyền thấu khắp xa gần. Do vậy nhiều lượt bị khốn đốn bởi nắm đấm, lại còn bị thưa kiện lên quan, gần như bị tước sạch danh vị, vẫn trọn chẳng thay đổi. Đến tuổi xế chiều, bỗng bị sốt rét phát cuồng, tự ăn phân của chính mình, cầm dao tự cắt lưỡi. Người nhà dằn lấy dao, xiềng trong buồng trống, tìm dao không được, bèn nhai lưỡi nát bét phun ra, mùi thối lan ra tận ngoài cửa, sau đó từ khe cửa sổ trông ra, thấy trong sân có cái búa chẻ củi, bèn dũng mãnh phá vỡ cửa sổ thoát ra, vỡ lấy búa tự chém chính mình đến chết. Nhận định trong bộ Giác Thế có nói, với tài năng ấy, Tần Sinh hô hào khiến cho dân chúng tuân theo phong tục tốt đẹp, há khó khăn gì, sao lại khiến cho cái tài đó trở thành công cụ để giết mình? Khác gì Tùy Hầu dùng Minh Châu để ném chim sẻ, dùng gươm Thái A để đóng củi. Gần đây có một thư sinh có tài lạ, tự cho rằng ắt sẽ thi đậu, nhưng ưa dùng những giáo huấn trong kinh sách của Thánh Hiền để châm chọc. Về sau đi thi nhiều lần được chấm điểm cao, nhưng cứ vào vòng thi sau bèn có chỗ viết sai, luôn luôn bị trượt. Đấy chính là lẽ báo ứng, vì đã vũ nhục lời lẽ Thánh Hiền. Những kẻ có tài trong cõi đời thường phạm lỗi này mà chẳng biết sai trái. Ôi, đọc sách như vậy có khác gì kép hát diễn tuồng ư? Hình tượng tư văn đã bị hạng người ấy vùi xuống tận đất mất rồi. Lý Thúc Khanh luôn liêm khiết cẩn thận. Đồng liêu là Tôn Nham ghen ghét bịa chuyện rêu rao cùng mọi người. Thúc Khanh chỉ được cái danh xuông, theo như tôi thấy hắn chẳng bằng chó lợn. Nếu có ai hỏi vì sao nói như vậy, hắn ta đáp: Thúc Khanh ăn nằm với em gái của chính mình còn đáng làm người ư? Do vậy lời ông tiếng ve đồn đại ồn ào xa gần. Thúc Khanh muốn biện minh nhưng chẳng tiện mở miệng, nếu chẳng muốn nói rõ phẫn hận giận dữ khó chịu nổi, vì thế ôm nỗi uất ức mà chết. Em gái ông ta nghe tin biết chuyện hết sức kinh hoảng, phẫn hận cũng treo cổ tự tử. Chẳng được mấy hôm trời nổi giông tố, sét đánh Tôn Nham chết tươi, quăng thay đến tận cửa nhà Thúc Khanh, đến khi đem chôn sét lại đánh xuống mồ hắn. Nhận định đây là kẻ có ý niệm bịa chuyện ô nhục khinh miệt người khác, cho nên mắc phải quả báo nặng nề như vậy. Dẫu không có tâm châm biếm cũng trọn chớ nên. Vào năm Nhâm Tý, tại trường thi Chiết Giang, có một phụ nữ bước vào khu vực đặt lều thi, vừa đi vừa hét to: Vương Nhị ở Đông Dương. Cả trường thi hoảng hồn, dùng đèn đuốc soi chẳng thấy bà ta đâu cả. Do vậy tìm kiếm trong dãy lều thi,
Quả thật có một người họ Vương đứng hàng thứ hai. Mọi người kể rõ nguyên do tìm kiếm, rồi vặn hỏi nguyên nhân. Người ấy suy nghĩ rất lâu và nói, mấy năm trước họ hàng tụ tập chuyện gẫu đùa cợt, ngẫu nhiên nói tới một bà quá thủ tiết trong thôn, bèn bảo thủ tiết khó tin quá. Bà ta nghe chuyện phẫn hận chết đi, chắc là chuyện ấy. Do vậy anh ta sợ hãi, không dám nộp quyển thi, thâu thập hành lý ra khỏi liều thi, bỗng dưng vấp ngã nơi bậc thềm, bị thương ở trán, đến sáng bèn chết. Có thể thấy tai hại của sự đùa bỡn châm chọc đối với những chuyện liên quan đến danh tiết của người khác, trọn chẳng thể coi thường thốt ra lời được. Lam Nhuận Ngọc tuổi chớm 20, rất mực tài hoa, phong thái thanh tú, các bạn học đều cho rằng anh ta sẽ đỗ đạt vinh hiển. Gần chỗ anh ta ở là nhà của một vị thượng thư nọ. Vị thượng thư có đứa con gái đã hứa hôn nhưng chưa gả. Cô ta tài sắc nức tiếng một thuở. Có lần ngẫu nhiên Lam Sinh thấy cô ta lên xe trở về khát khao mơ tưởng. Một hôm tản bộ nơi vườn sau, nghe cách tường có tiếng con gái trèo lên giòm trộm, biết đó là người mình đã từng thấy trong xe, bèn ngấm ngầm khoét nửa viên gạch ở chân tường để hàng ngày ngắm nghía. Được nửa năm cô ta về nhà chồng, chàng Lam không còn cách nào nhìn trộm được nữa, buồn bã thất vọng quá sức. Do vậy viết bài từ Trường Tương Tư bị một người bạn đọc được, người ấy liền đốt ngay, lại căn dặn Lam Sinh đừng nói với ai vì sẽ gây tổn hại rất lớn cho đức hạnh. Lam Sinh cười chê lời ấy là vớ vẩn. Về sau vào trường thi, đêm mộng thấy bị một vị thần khoét mắt, chàng ta nằm ngủ mà mắt rất đau, hai tròng mắt như bị kim đâm, chẳng thể mở mắt được. Do vậy phải để giấy trắng, trở về nhà vẫn không ngừng đau, rồi sau đó mù cả hai mắt. Đến khi yết bản, người bạn thiêu hủy bài từ ấy được xếp đổ đầu. Công Tử Yết ở Đắc Ngô do muốn gian dâm một bà quá, bèn cùng với gã bạn hợp ý bày mưu tính kế. Người bạn liền bày một kế, ước hẹn sẽ thực hiện vào ngày nào đó. Đến ngày ấy, cha hắn mộng thấy một vị thần mặc áo đỏ bảo, con trai ngươi lẽ ra đỗ đạt, do cái tâm thuật bại hoại kẻ khác, công danh bị tước sạch. Thằng bạn kia vốn nghèo hèn, lại vì người khác bày mưu xấu xa, ác sẽ bị cắt từng tấc ruột. Ông bố kinh hãi tỉnh giấc, tới ngay thư phòng, quả nhiên nghe tin gã bạn ấy rên xiết đau bụng rồi chết. Công tử cũng dần dần phát cuồng, đầu bù tóc rối lang thang khắp phố phường, trọn chẳng thể cứu chữa. Có người họ Hoàng Phủ ở Chiết Giang, đầu tiến sĩ dưới đời Càn Long, sau khi bị bãi quan bèn làm chủ giảng tại thư viện Lệ Trạch. Về sau chỉ có hai vợ chồng già sống cô quạnh, chết trong nghèo túng. Ông ta thường nói với người khác, khi ta làm tri huyện ở huyện nọ, có đứa môn sinh là Yết có tài nhưng vô hạnh. Sau khi đậu kỳ thi hương, nó chê người vợ đã đính hôn nhưng chưa cưới nghèo hèn. Nhằm lúc cô ta mắc bệnh cổ trướng, nó vu khống cô ta chữa hoang, thưa lên tôi xin ly hôn. Khi đó tôi xử oan cô ta, chẳng cho cô ta biện bạch. Cô ta rút dao tự mổ bụng minh oan. Chuyện được tâu lên trên, thằng học trò ấy phải đền tội, mà tôi cũng bị bãi chức. Tôi chỉ có một đứa con đã từng thi đậu, nào ngờ giữa ban ngày thấy nữ quỷ ấy hiện ra chết tươi. Nay vợ chồng tôi già cả, không nơi nương cậy, mắt sắp thấy chính mình trở thành quỷ tha hương, không ai cúng tế, quả báo cũng thảm khốc thay. Hối lỗi án, những câu chuyện hối lỗi. Vào đời nhà Minh, Hồng Đảo một hôm đột ngột chết đi, hoảng hốt thấy một người áo xanh dẫn tới âm phủ. Họ Hồng hỏi về chuyện ăn lọc của mình trong một đời sẽ như thế nào. Người áo xanh lấy từ trong tay áo một quyển sổ to cho ông Hồng xem. Ông ta thấy dưới phần ghi tên họ của chính mình, chữ ghi chi chít nhỏ như mũi, chẳng thể đọc hết. Phía sau ghi chú, đáng lẽ được làm tham tri chánh sự, nhưng do ngày, tháng, năm đó đã gian dâm với cô gái chưa chồng tên là, bị giáng xuống làm bí cát tu soạn chuyển vận phó sứ. Ông Hồng rùng mình ứa nước mắt hỏi, làm thế nào đây? Người áo xanh nói, chỉ nên nỗ lực làm lành thì được rồi. Trong chốc lát tới trước một con suối lớn, người áo xanh đẩy họ Hồng ngã xuống. Ông Hồng hoảng hốt tỉnh lại, thì ra đã chết 3 ngày, do tim còn ấm nên người thân chưa khâm liệm. Ông bèn thống thiết tự hối lỗi,
tận lực làm lành. Về sau, ông Do thấy được bổ làm chức bí cát tu soạn tàu vận của Lưỡng Chiết, ứng hợp với điều đã được đoán trước, hết sức sợ hãi. Sau đấy chẳng có chuyện bất ngờ gì khác, làm quan tới chức Đoan Minh Điện học sĩ, hưởng thượng thọ rồi mất. Đấy chính là báo ứng do nỗ lực hối lỗi vậy. Nhận định, người đời thấy có kẻ phạm lỗi ấy mà vẫn phú quý, bèn ngờ cảm ứng chẳng có căn cứ. Nào có biết lẽ ra ông Hồng làm tới chức tham tri chánh sự, bị giáng xuống chức bí cát tu soạn, lại chẳng biết ông Hồng nếu chẳng tận lực hối lỗi, há có chuyển biến ngấm ngầm thăng chức cao hơn ư? Hãy cẩn thận, chớ sanh tâm không kính tín. Nếu cam lòng như Lý Đăng gạt bỏ Trạng Nguyên tể tướng, vẫn khăng khăng mừng vì đã đậu giải nguyên ư? Đời Thanh ở Hán Dương có một chư sanh có tài nổi tiếng, nhưng đi thi nhiều lần chẳng đầu. Một người bạn bèn vì ông ta cầu cơ thư hỏi thần giáng cơ. Thư sinh ấy đáng lẽ đỗ đạt, do vì lúc tuổi trẻ ngồi dạy học tại nhà nọ, tư thông với một đứa tớ gái, chẳng thể nào mong mỏi đỗ đạt được. Thư sinh sau khi nghe nói kinh sợ, do vậy biên tập bộ Giới Dâm Công Quá Cách, lại còn chú giải ghi chép khá nhiều câu chuyện thật sự sau mỗi đoạn, quyên góp tiền bạc để ấn hành biếu tặng. Tới khoa thi năm Bính Tý đời Khang Hy 1696 bèn thi đậu, ai nấy đều cho là báo ứng do đã sửa lỗi vậy. Đời Minh ông Hạng Hy Hiến vốn có tên là Đức Phân, nằm mộng thấy đổi kỳ thi hương năm Quý Mão, do ô nhục hai đứa tớ gái nhỏ tuổi, bị thần gạt bỏ khoa cử, bèn thề tránh tà dâm, nỗ lực làm lành hòng chuộc lỗi trước. Về sau ông mộng thấy đến một nơi, trông thấy có một tờ giấy vàng, nơi dòng thứ 8 ghi họ Hạng, chữ chính giữa không rõ ràng, chữ cuối cùng là Nguyên. Có người bên cạnh nói, đấy chính là thứ tự trên bảng trời của ngươi, do ngươi gần đây đổi hành nên lại đạt được thứ hạng ấy. Do vậy ông bèn đổi tên là Mộng Nguyên. Khoa thi hương năm Nhâm Tý, ông đỗ hạng 29 tại phủ Thuận Thiên. Thi hội năm Kỷ Mùi, đỗ hạng 2. Rất nghi thứ hạng trong mộng sai lầm, tới khi thi đình đỗ thứ 5 trong hàng nhị giáp, ông mới hiểu thứ tự ấy phù hợp với kết quả thi đình, đúng là hạng 8. Bởi lẽ kết quả thi hương và thi hội đều dùng giấy trắng để yết bảng, chỉ riêng có bản kết quả thi đình là dùng giấy vàng. Nhận định, do mộng mà tỉnh ngộ, thống thiết từ sửa đổi, vẫn là người có phước, nếu không công danh đã bị tước sạch mất rồi, há còn chiếm được thứ hạng đỗ đạt nữa ư? Có thể biết đạo trời giáng họa cho kẻ dâm, chẳng giáng tội người hối lỗi. Kẻ có chí chẳng vì trót xa chân bèn bảo là không thể chuyển dời được. Giả nhân đã 50 tuổi không con, đêm mộng thấy mình đến một tòa phủ đệ, biển đề sanh dục từ. Do vậy giả nhân cầu khẩn có con nói dỗi. Chủ nhân lấy sổ sách cho xem, bảo ngươi đã từng gian dâm với vợ kẻ khác, muốn cầu con chẳng thể được. Giả nhân van xin, tiểu dân vô tri, xin dung cho chuộc tội. Thần nói, ngươi đã hối lỗi, hãy khuyên 10 người không dâm thì mới có thể chuộc tội, nếu khuyến hóa nhiều người hơn ắt sẽ có con. Giả nhân tỉnh giấc, thống thiết cải hối, do vậy sốt sắng khuyên người đời, cảm hóa rất nhiều, về sau sanh được hai đứa con. Năm Tân Mão, trước hôm bắt đầu khoa thi tại Chiết Giang, có một người nằm mộng thấy thần thánh tụ hội để xét đoán những người sẽ thi đầu. Quyết định người sẽ đổ đầu tên là Chung Lãng. Có một phụ nữ kêu oan, vị thần ngồi chính giữa bảo như vậy thì hắn không thể đậu được, do vậy dò xét để tìm người khác điền vào chỗ đó. Người bên cạnh đáp, vậy thì lấy thằng bé con thế vào. Người ấy tỉnh giấc, kể lại giấc mộng với ông Chung, vì thế dò hỏi cặn kẽ ông Chung về ngọn ngành. Thì ra trong nhà ấy có một đứa tớ gái mang thai, do bà chủ, vợ ông Chung chẳng dung, đem dìm nước cho chết. Họ Chung thường vì chuyện này mà tâm bất an, nghe kể chuyện nằm mộng hết sức kinh hãi. Quả nhiên khoa ấy họ Chung thi rớt, dư Tuân đậu Trạng Nguyên. Nói thằng bé con, Nhụ Tử, chính là tên tự của Tuân vậy. Chẳng lâu sau, vợ ông Chung bị bệnh chết. Ông Chung càng thêm sợ hãi, do vậy tận lực làm lành chẳng lười nhác. Khoa thi sau nhằm năm Giáp Ngọ, bèn đổ giải nguyên. Ông Trương ở Hoa Đình, thuở trẻ phạm tà dâm, về sau sanh hai đứa con đều chẳng nuôi được. Chính ông ta lại bị bệnh lao,
nhiều năm chẳng khỏi. Ngẫu nhiên xem các câu chuyện trong bộ Đan Quế Tịch, thấy quả báo do dâm dục rành rành, hối hận không xiết, bèn đối trước thần thề, vĩnh viễn kiêng tà dâm, lại còn in âm chất văn thí tặng rộng rãi, căn bệnh ấy liền lành, trong vòng mấy năm sanh liên tiếp 3 đứa con. Hết phần 5. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 056100747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift Code BFTVVNVS 056. Account No 0561 370 7474. Name of Account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.